cuộc sống hạnh phúc, dễ dàng phòng bệnh viêm amidan với 10 bước đơn giản sau, không biết tiếc cả đời. Viêm amidan là bệnh phổ biến, bất kỳ ai cũng có khả năng mắc bệnh, nhưng phần lớn thường gặp ở trẻ nhỏ và những người có sức đề kháng kém. Phòng bệnh viêm amidan là một vấn đề vô cùng quan trọng và cần thiết, giúp ngăn ngừa loại bỏ, đồng thời hạn chế sự tấn công của các tác nhân gây bệnh cho cơ thể. Theo các chuyên gia y tế, bạn hoàn toàn có thể phòng ngừa căn bệnh phổ biến này tại nhà chỉ bằng những biện pháp đơn giản dưới đây. Thứ nhất, bệnh viêm amidan là gì? Amidan nằm ở nơi giao nhau giữa đường ăn và đường thở, đóng vai trò là cửa ngõ để ngăn virus, vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể gây bệnh. Đồng thời, chúng cũng có chức năng sản sinh ra các kháng thể tự nhiên để chống lại sự viêm nhiễm. Viêm amidan xuất hiện khi amidan không thể chống lại sự xâm nhập quá mức của virus, vi khuẩn, dẫn đến tình trạng amidan bị sưng, đỏ và viêm, kèm theo một số triệu chứng phổ biến như sốt, ho nhiều về đêm, cơ thể mệt mỏi, vân vân. Nếu không được khắc phục kịp thời, amidan bị viêm lâu ngày có nguy cơ chuyển sang viêm amidan mãn tính, làm kéo dài thời gian điều trị, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh, hình thành những biến chứng nguy hiểm khôn lường. Viêm amidan là tổn thương viêm nhiễm cấp hoặc mãn tính tuyến amidan do vi khuẩn hoặc virus gây ra. Bệnh gây nhiều biến chứng nguy hiểm như áp xe amidan, viêm tấy quanh amidan, viêm phế quản, viêm xoang, áp xe thành bên họng, viêm thận, viêm khớp, viêm tim, nhiễm khuẩn huyết. Thứ hai, nguyên nhân dẫn tới viêm amidan. Viêm amidan do vi khuẩn và virus. Đây là nhóm nguyên nhân chính gây ra tình trạng viêm amidan, trong đó virus chiếm 80% các trường hợp. Cấu trúc của amidan. Amidan có rất nhiều khe hốc nhỏ. Nếu không được vệ sinh thường xuyên, các vụn thức ăn thừa còn sót lại sẽ ứ động tại đây, tạo điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn xâm nhập và trú ngụ và gây bệnh. Thời tiết và môi trường. Thời tiết thay đổi thất thường, nhất là vào các thời điểm chuyển giao giữa các mùa, cơ thể chúng ta không kịp thích nghi, rất dễ mắc bệnh về viêm amidan, viêm họng. Môi trường ngày càng bị ô nhiễm, lượng khói bụi tại các thành phố lớn ngày càng tăng cao. Việc thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, khí độc khiến niêm mạc hầu họng bị tổn thương nghiêm trọng, khiến tỷ lệ người mắc các bệnh về đường hô hấp trên ngày càng gia tăng. Thứ ba, biện pháp phòng ngừa viêm amidan đơn giản. Súc miệng bằng nước muối. Trong muối có nhiều thành phần giúp sát khuẩn mạnh. Việc sử dụng nước muối súc miệng, súc họng sẽ giúp loại bỏ các vụn thức ăn thừa còn sót lại, đồng thời tống vi khuẩn có hại bám quanh khoang miệng của chúng ta, ngăn ngừa chúng gây bệnh. Xây dựng chế độ ăn uống khoa học. Việc xây dựng một chế độ ăn hợp lý và khoa học sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu nhằm nâng cao sức đề kháng, chống chọi lại các tác nhân xấu gây bệnh. Bổ sung nhiều nước, vitamin C và các dưỡng chất thiết yếu là một biện pháp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả cho quá trình phòng bệnh viêm amidan. Vệ sinh răng miệng. Vệ sinh không đúng cách là một trong những nguyên nhân gây viêm amidan nhưng thường xuyên bị bỏ qua. Trong khoang miệng chúng ta có rất nhiều vi khuẩn. Khi chúng ta nói, thở, ăn uống, vi khuẩn theo đường miệng xâm nhập vào và trú ngụ tại các khe hốc, chờ điều kiện thuận lợi tấn công gây bệnh. Vì vậy, nếu không vệ sinh răng miệng thường xuyên và đúng cách, sẽ dẫn đến các tình trạng sưng viêm. Các ổ viêm có thể lan rộng ra toàn khu vực hầu họng, gây khó chịu cho người bệnh. Bỏ thói quen xấu. Để phòng bệnh viêm amidan hiệu quả, các bạn cũng nên bỏ những thói quen xấu như hút thuốc lá và uống rượu bia, ăn quá nhiều đồ ăn cay nóng, uống nước đá không hợp vệ sinh, vân vân. Những thói quen này không chỉ làm tăng vi khuẩn trong miệng mà còn khiến họng bị tổn thương nghiêm trọng. Vì vậy, muốn bảo vệ amidan khỏe mạnh, hãy loại bỏ những điều này. Hạn chế tiếp xúc với môi trường ô nhiễm. Nếu bắt buộc phải làm việc trong những nơi không khí bị ô nhiễm và có nhiều khói bụi, cần đeo khẩu trang để bảo vệ đường thở, tránh sự xâm nhập của các loại vi khuẩn có hại.
giữ ấm cơ thể. Vào mùa hè, không nên ngồi quá lâu trong điều hòa, đặc biệt không nên để điều hòa hướng trực tiếp vào người, rất dễ bị nhiễm lạnh. Mùa đông nên giữ ấm cơ thể, nhất là vùng cổ, đây là bộ phận nhạy cảm cần được bảo vệ. Cuộc sống hạnh phúc, nếu cắt Ramadan, bạn nhất định phải biết điều này. Theo các bác sĩ, khi quyết định cắt Ramadan, bạn cần sự tư vấn của bác sĩ để lựa chọn phương pháp và biện pháp phù hợp để tránh amidan tái phát. Amidan là hai cục lympho ở họng, gọi là cửa ngõ của đường thở, có tác dụng ngăn chặn những vi khuẩn vi trùng đầu tiên xâm nhập vào cơ thể. Nếu không còn amidan thì bộ phận bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật đầu tiên đã bị loại bỏ, vì không một bộ phận nào trên cơ thể là thừa. Vì vậy, chỉ nên cắt amidan khi có sự chỉ định của bác sĩ. Viêm amidan là một trong những bệnh lý phổ biến nhất về tai mũi họng. Bệnh có thể do virus, vi khuẩn hay những yếu tố khác như môi trường sống ô nhiễm, sức đề kháng cơ thể, v.v. gây ra. Viêm amidan mãn tính nếu không được chẩn đoán và điều trị tích cực sẽ tái phát nhiều lần, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng lao động, học tập của người bệnh. Bệnh cũng gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, biến chứng gần, viêm thanh khí phế quản, viêm mũi, viêm xoang, viêm tai dứa, viêm tấy hạch dưới hàm, viêm tấy, áp xe thành bên họng. Biến chứng xe, viêm thận, viêm khớp, viêm tim, nhiễm khuẩn huyết. Biến chứng toàn thân, hội chứng ngưng thở khi ngủ, amidan quá lớn gây khó nuốt, khó thở, khó phát âm. Nếu bệnh chuyển sang giai đoạn mãn tính, tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể khuyên bệnh nhân thực hiện phẫu thuật cắt amidan. Với sự tiến bộ của y học, hiện giờ có nhiều phương pháp phẫu thuật cắt amidan an toàn, nhanh chóng và không tốn thời gian. Hiện có phương pháp phẫu thuật cắt amidan bằng plasma, được các chuyên gia y tế đánh giá cao do mang tính đột phá và hiệu quả triệt để. Để nhanh hồi phục sức khỏe sau khi cắt amidan, lưu ý những người bệnh cắt amidan cần có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Không nên nói chuyện ngay vì nói chuyện sẽ khiến cho vết thương bị ảnh hưởng. Từ ngày thứ hai trở đi, bệnh nhân có thể bắt đầu tập nói dần. Vệ sinh sạch sẽ miệng để tránh gây nên bệnh viêm họng sau khi cắt amidan, vì vi khuẩn có thể tấn công gây nhiễm trùng vùng họng bất kỳ lúc nào. Ăn những thức ăn mềm như khoai tây luộc, khoai lang, cà rốt luộc, cháo, súp, bún, phở. Không ăn thức ăn quá cay, nóng, lạnh hay thức ăn nhiều dầu mỡ, nước chứa cồn, ga, chất gây nghiện như cà phê. Nước lọc, sữa tươi, sữa chua, nước ép trái cây rất tốt cho người vừa phẫu thuật amidan. Cuộc sống hạnh phúc, ho và viêm phế quản sẽ biến mất nhờ hai nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, dễ kiếm, dễ làm. Ho dai dẳng và viêm phế quản là những triệu chứng rất dễ gặp trong điều kiện môi trường sống có nhiều ô nhiễm, thời tiết ẩm ướt, thay đổi trạng thái từ lạnh sang nóng đột ngột. Bệnh này tuy không khó để điều trị, nhưng nếu không điều trị sớm, sẽ có nhiều biến chứng xấu rất nguy hiểm. Từ thời xa xưa, ông cha ta có nhiều loại thuốc dân gian trị ho và viêm phế quản, nhưng sử dụng mật ong và lá bắp cải là một trong những biện pháp hiệu quả nhất. Phương pháp này có thể áp dụng cho mọi người, mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người già mà không gây tác dụng phụ. Nguyên liệu cần chuẩn bị rất đơn giản. Một lá bắp cải sạch, mật ong nguyên chất. Thực hiện: lấy một lá bắp cải trần qua nước nóng trong vài phút để lá cải mềm và ấm. Sau đó phết một lớp mật ong lên một mặt của bắp cải. Đặt mặt lá được phết mật ong lên ngực, dùng một túi ni lông đặt lên trên và quấn một chiếc khăn ngoài cùng. Thực hiện điều này trước khi đi ngủ. Trong trường hợp ho nặng, bạn nên áp dụng hai lá bắp cải, một lá trên ngực và lá kia trên lưng. Loại bỏ các lá bắp cải vào buổi sáng hôm sau, rồi lau sạch ra ở vùng quấn lá bằng chiếc khăn ấm. Nếu bạn mới bị viêm phế quản, bạn sẽ thấy rõ hiệu quả sau lần thực hiện đầu tiên.
Bạn nên thực hiện phương pháp này 5 đến 7 đêm và những cơn ho dai dẳng sẽ không còn làm phiền bạn nữa. Vì sao biện pháp này có hiệu quả? Các thành phần có trong mật ong và bắp cải sẽ làm giảm viêm, giảm các cơn ho do viêm phế quản. Bạn có thể dùng dầu ấm để thay thế mật ong. Những người đã áp dụng phương pháp điều trị này cho rằng nó rất hiệu quả. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng củ cải và mật ong để chữa ho. Cách này cũng rất hữu ích cho trẻ em. Cuộc sống hạnh phúc, 5 loại trà giúp chữa tiêu chảy hiệu quả. Tiêu chảy là bệnh thường gặp liên quan đến tiêu hóa, gây mệt mỏi và ảnh hưởng đến cuộc sống. Tiệc tùng liên miên trong những ngày nghỉ lễ khiến bạn phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy do ăn phải thực phẩm nhiễm khuẩn. Nếu không muốn uống thuốc, bạn có thể dùng các loại trà sau để điều trị bệnh tiêu chảy. Trà hoa cúc. Trà hoa cúc từ lâu đã là một thức uống được yêu thích, không chỉ bởi hương thơm dịu mà còn bởi công dụng trong việc chữa trị nhiều bệnh. Đặc biệt, trà hoa cúc thường được sử dụng để điều trị các chứng rối loạn tiêu hóa như khó tiêu, đau bụng, viêm loét, tiêu chảy và viêm dạ dày. Ngoài ra, uống trà hoa cúc có thể giúp giảm đau bụng khi có kinh nguyệt và đau đầu do căng thẳng. Trà gừng. Gừng có chứa hai hợp chất gingerol và sorghum, có tác dụng làm giảm đau, kháng viêm. Nước ép gừng tạo ra các enzyme cần thiết để tiêu hóa thức ăn, giảm tình trạng đầy hơi, khó tiêu, chống lại các vi khuẩn gây tiêu chảy. Cách làm: gừng tươi rửa sạch, thái lát, bỏ vào ấm và đun sôi trong 5 phút. Nếu khó uống, bạn có thể bỏ thêm đường hoặc mật ong. Trà vỏ cam. Trà vỏ cam là một phương thuốc dân gian được sử dụng hàng trăm năm để ngăn chặn tiêu chảy. Để có một cốc trà vỏ cam, bạn chỉ cần thái vỏ cam thành miếng nhỏ, cho vào nồi và đun sôi nước để nguội, thêm mật ong và sử dụng như nước uống hàng ngày. Trà khoai tây. Khoai tây có đầy đủ tinh bột. Khi tiêu hóa, tinh bột trong khoai tây sẽ làm phân đặc hơn và không còn ở dạng lỏng. Cách làm: khoai tây hai củ rửa sạch, gọt vỏ và thái hạt lựu. Đun khoai tây trong 1 lít nước, tắt bếp khi nước sôi, để nguội, vớt khoai tây, thêm chút muối. Nên uống trà khoai tây thay nước lọc trong suốt cả ngày. Trà bạc hà. Bạc hà là hương vị ưa thích của nhiều người. Trà bạc hà có tác dụng chữa các bệnh dạ dày, giảm buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy hoặc táo bón. Giống như các loại trà khác, bạn có thể đun sôi nước cùng lá bạc hà để nguội, cho thêm đường vào uống. Ngoài ra, lưu ý trong thời gian sử dụng trà, bạn nên tránh các loại nước ép trái cây hay đồ uống có ga vì chúng có thể làm tiêu chảy nặng thêm. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.